Đây là miếng đầu tiên của Xuân Nghị. Xin mời. Trời ơi, cái miệng ông bự vậy luôn ông. Trời ơi, cái miệng ông bự vậy luôn ông. Cắn được hết cái bánh luôn á hả? Rất ngon. Ê, tôi không tin nào há họng hết để bỏ nguyên cái vô luộc được luôn á. Trời ơi, miệng rộng thì sang vô được luôn hả? Đàn bà miệng rộng tăng quan cửa nhà. Đàn bà miệng rộng tăng quan cửa nhà. Trời ơi, em với anh. Nhiều bạn ở trên mạng á, nhiều fan hâm mộ người ta ví Nghị giống như phô mai vậy. Vậy hả? Ừ, nướng Nghị đi. Ừ, nướng Nghị đi. Em thấy em hợp với Vi sao á anh Điền? Ờ, anh Điền thấy xem vậy đó. Dạ, anh coi anh gắn ghép làm sao cho hai đứa có cơ hội gần gũi nhau một cái. Cơ hội gần gũi. Aquacelin, lăn nách không mùi đến từ châu Âu, nay đã có thêm dung tích 20ml. Tất cả chúng tôi đang là nghệ sĩ. Nghệ sĩ lá sách bò. Dạ, và sau đây là cách ăn lá sách bò. Chúng ta lấy cái bánh phồng tôm, cầm ở bên tay trái. Tay phải chúng ta gấp lá sách bò, bỏ lên trên đây. Thêm một vài miếng rau này, rau húng quế. Đúng không ạ? Ngò. Rồi, rau húng quế luôn, rau thơm. Rồi, rau thơm. Rồi. Đây ngò lên trang trí và sau đó chúng ta bỏ lên miệng à các bạn. Bỏ lên miệng. Bỏ lên miệng. Trời ơi, giữ tư cách. Mình người gì cũng là phụ nữ. Ủa em quên cái sốt này nha. À đúng rồi, chấm cái sốt này nữa, đúng rồi. Rồi, thưa quý vị. Vậy là phải làm lại nè. Đây, đây, đúng chấm rồi. Chấm vô nước sốt nè, xong rồi để lên bánh phồng tôm. Đúng rồi, chúng ta rưới nước lên các bạn. Đây. Đó, phải làm lại từ đầu. Những giọt mắm tươi ngon. Thưa quý vị, mắm Colomay Man phải không ạ? À, nước mắm nhỉ. Cảm ơn nhỉ. Vậy lấy cái miếng nào nhỏ thôi, để cắn đừng có bị rơi rớt. Đây, quý vị hãy follow vào đây ạ. Đây là miếng đầu tiên của Xuân Nghị. Xin mời. Trời ơi, cái miệng ông bự vậy luôn ông. Trời ơi, cái miệng ông bự vậy luôn ông. Cắn được hết cái bánh luôn á hả? Rất ngon. Trời ơi, Tường Vi kìa. Đấy, bài bản nha. Không, bây giờ tôi đang tém hết mấy cái viền xong tôi ập lên một lần. Ôi, lá sách này giòn thiệt luôn á. Ê, tôi không tin nào há họng hết để bỏ nguyên cái vô luộc được luôn á. Trời ơi, miệng rộng thì sang vô được luôn hả? Đàn bà miệng rộng tăng quan cửa nhà. Đàn bà miệng rộng tăng quan cửa nhà. Rồi, cảm ơn Tường Vi. Trời ơi, Tường Vi khéo tay hay làm. Trời ơi. Anh đừng nói em run quá, em bị rớt xuống giờ. Trời ơi, mấy anh nào vậy mà không tới liền đi không cho tới rồi. Không tới liền đi, đúng không? Trời ơi, thật ra cái mà em đang muốn là em muốn cạo cái phô mai này em ăn á. Trời ơi. Thiệt mà. Chắc ăn phô mai hả? Cái phô mai mà nó cháy lên ăn đã lắm. Nhiều bạn ở trên mạng á, nhiều fan hâm mộ người ta ví Nghị giống như phô mai vậy á. Vậy hả? Ừ, nướng Nghị đi. Ừ, nướng Nghị đi. Ê, không thử thì ngon á. Bây giờ chơi một trò đi. Tôi với bà cá. Rồi. Ở trong nếu mà bưng ra lẩu mà có lòng, nhiều lòng hơn thịt thì tôi thua. Mà thịt nhiều hơn lòng là bà thua tôi. Ok. Ok chưa? Một bữa ăn. Ok, chơi đi ăn riêng. Ok. Không có. Phải mời người ta đi ăn. Mình đàn ông mà mình nói là mình phải giữ lời anh. Không, thì bây giờ là Nghị mời Tường Vi đi xong Tường Vi mời ngược lại rồi quen. Nói chung là 50-50. Mai mốt mình hay là mình đi ăn thì mình xe. Rồi. Tôi bao tiền Grab. Ok không? Ok. Yeah. Tôi trả cho bạn tiền giữ xe.
Grab đi. Không, ý là bạn đi Grab qua tôi, bạn đón tôi hả? Hay là bạn đi xe riêng thì bạn bút Grab qua đón tôi thôi? Anh qua đón em. Qua đón tôi thôi. Anh qua đón em. Ok. Anh qua đón em. Make it a Christmas man. Đông Á, Đông Á. Rồi, Đông Á. Bứt cái mồng tơi vô. Bứt cái mồng tơi, bứt cái mồng tơi. Em thấy em hợp với Vi sao á anh Điền? Ờ, anh Điền thấy xem vậy đó. Dạ, anh coi anh gắn ghép làm sao cho hai đứa có cơ hội gần gũi nhau một cái. Có nghĩa là anh tạo show cho tụi em đi chung với nhau để cho chúng em có cơ hội được gần nhau hơn, gặp nhau nhiều hơn, hiểu nhau sâu hơn. Nghị ơi, bây giờ Nghị cho Vi mượn tiền đi, thì bữa sau đi ăn riêng với Nghị rồi Vi trả. Hả? Nói gì em nghe rõ nè. Hồi nãy Nghị nói là mình còn một bữa ăn riêng với nhau đúng không? Đúng rồi. Mà thường thường anh biết á, mấy bạn mà đi quay chung với nhau hay kiểu ê bữa nào đi ăn nha, bữa nào đi ăn nha, không bao giờ thực hiện hết. Bây giờ hôm nay có cái kèo này và ngay trên sóng luôn, cho nên hiển nhiên là cái cuộc đi chơi riêng nó bắt buộc phải xảy ra đúng không, để cho Vi Vi trả tiền lại cho Nghị, chứ không lẽ bây giờ Vi mặc váy không có kịp đem cái gì hết mà bây giờ Nghị không giúp Vi được cái chuyện này hay sao? Bạn lĩnh linh Nghị ơi, bạn lĩnh linh Nghị ơi, bạn lĩnh linh Nghị ơi, không Nghị được. Giúp Vi được không? Dứt khoát không Nghị, dứt khoát luôn. Đi là đi, còn cái chuyện này mà đưa mượn là chuyện khác. Ờ, thực ra đối với Nghị á, ái tình phân minh. Ở tiền bạc phân minh mà ái tình là dứt điểm, dứt khoát. Đúng không? Đúng. Trong cái chuyện tiền bạc bây giờ mình chơi thua là mình phải móc hầu bao của mình ra. Đúng không, rồi. Cái chuyện mà Vi móc là cái chuyện chắc chắn rồi. Vi đâu, Vi đâu có xin đâu. Thí dụ Vi nói Nghị ơi, cho Vi xin để Vi trả thì khác. Vi nói rõ ràng là cho Vi mượn. Mượn tất nhiên là sẽ trả, không lẽ bây giờ Vi mượn giữa bao nhiêu bá tánh ở đây mà Vi không trả Nghị. Đúng, cũng có lý. Vi phải trả Nghị chứ. Anh Điền không? Hồi nãy anh ở với em mà sao bây giờ anh Không, anh cũng có lý nhưng mà cái quyền quyết định là của em. Bây giờ Vi khẳng định luôn là Nghị đang có tiền mặt trong người. Không, đang có ít nhất là 1 triệu. Ít nhất là 1 triệu mà, cái deal này có 830. Có 830 đó, có 830. Vậy là Nghị vẫn còn 170 về xe. Thì bây giờ alo mẹ, về hả mẹ? Dạ về không, sớm mẹ ở dưới quê. Mày biết ở đây có một mình à, mày biết từ đây về quận 7 luôn, chắc chắn là không tới 170. Em chở về luôn. Có xe chở về luôn. Bây giờ sao tự nhiên mọi người nhiệt tình với tôi quá vậy? Thì cho Vi mượn 1 triệu chẳng luôn đi, chứ không lẽ bây giờ không đưa thối xong rồi đưa lại, đưa tiền thối lại cho Nghị. Nhưng thôi mà... cho mượn 500 thôi. Không, bây giờ cho mượn 500. Tự nhiên người ta có 1 triệu mà mượn hết 1 triệu là người ta lấy gì người ta xài? Dù gì người ta cũng phải mang cái phần thưởng người ta về lấy làm niềm vui cho gia đình chứ. Không, bây giờ có là mượn thôi. Niềm vui thì niềm vui trước hay sau cũng được mà. Bữa sau Vi trả tiền cho Nghị là được rồi. Coi như Nghị giúp Vi. Là cái chương trình này 60 phút mà tôi thấy này riêng mà đời giờ trả kêu trả tiền mất 20 phút rồi bà con. Mà cái tật của em là nó bị dạy gái. Em nói thiệt với anh luôn á, mà nhất là gái đẹp. Gái đẹp mà còn tên đẹp nữa. Là mượn bao nhiêu? Thì bây giờ mượn luôn 1 triệu. Mượn luôn 1 triệu chẳng á. Nghị cho Vi gửi tiền. Rồi đây 170 ngàn. Nè bây giờ vậy là coi như là tôi trả lại cho bạn 170 rồi ha. Vậy là tôi mượn đúng không? Không, bạn mượn tôi 1 triệu. Cái này là tiền lời tôi cho bạn mượn. Đúng không? Đúng chưa? Tiền lời bữa sau bạn phải trả tôi đúng 1 triệu. Đúng chưa? Không sao, giữa bá quan văn võ cái tính nam nhi chi trí cũng nam nhi chi trí của anh, nam nhi chi trí của mình nó cũng được thể hiện ít nhiều qua đây. Không sao, mua 1 triệu nhưng mà Xuân Nghị đã mất đi 170 ngàn tiền nam nhi rồi. Mất tiền nam nhi á hả? Ừ, tiền nam nhi á, thể hiện cái tính đàn ông của mình á.
Trời ơi nè. Có nghĩa là mượn mà còn lấy tiền lời luôn đó mọi người, ghê chưa? Ôi trời ơi, chứ làm sao người ta thắng người ta không có cái tiền để mang về để lấy niềm vui. Người ta bỏ cái niềm vui ra để phục vụ cho bạn. Thì bởi vì tôi mới nói tôi không có nói gì về chuyện niềm vui, tôi chỉ đang nói cái vế sau thôi, cái vế là Nam Nhi thôi, chứ tôi không có nói gì về mấy chuyện đó đó. Không sao đâu, cứ giữ giữ cho 170 ngàn, không sao. Không sao hết. Không sao, không sao. Yeah.